Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống 24 giờ thứ năm của truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị, hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền nội dung kèm hình ảnh về một ổ rắn biển hơn 15 con tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận với cảnh báo đây là loài rắn cực độc. Điều này ngay lập tức gây tâm lý lo ngại cho du khách, đặc biệt là vào mùa du lịch như hiện nay. Vậy thật hư câu chuyện này như thế nào? Thông tin từ chính quyền địa phương cùng nhiều tin tức thời sự đáng chú ý khác sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Năm sản phẩm xoài chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long được siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến tiêu thụ trong lễ hội xoài. Cô gái 26 tuổi bị tổn thương não sau 10 ngày sử dụng thuốc giảm cân chứa chất cấm. Website du lịch quốc gia Việt Nam vượt qua Thái Lan vào top đầu khu vực Đông Nam Á. Đã xác định được mục đích của cô gái 21 tuổi bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau thời gian đẩy nhanh nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, hôm qua Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tin báo cáo Thủ tướng về các phương án có thể triển khai. Trong đó, Bộ đề xuất ưu tiên hơn 55.000 tỷ đồng cho 5 tuyến có nhu cầu cấp bách. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để nâng cấp đường cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô đầy đủ, cần hơn 494.000 tỷ đồng ngân sách. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn nhà nước còn khó khăn, việc cân đối ngay ngân sách nhà nước để thực hiện trong giai đoạn hiện nay là khó khả thi, ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành 5.000 km theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất với cao tốc đã phân kỳ 2 làn xe, khi nâng cấp phải đạt quy mô tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đối với cao tốc đã phân kỳ 4 làn xe, khi nâng cấp phải đạt quy mô theo quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thứ tự ưu tiên đầu tư nâng cấp đường cao tốc theo 4 nhóm. Trong đó, đầu tư nâng cấp 5 tuyến cao tốc có nhu cầu cấp bách là cao tốc La Sơn – Hòa Liên, Cam Lộ – La Sơn, Cao Bồ – Mai Sơn, Trung Lương – Mỹ Thuận và Hòa Lạc – Hòa Bình. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 55.300 tỷ đồng. Nhiều hệ thống phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các chương trình ưu đãi kích cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Việt, trong đó có các mặt hàng trái cây của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, lễ hội xoài diễn ra từ hôm nay 11 tháng 4 kéo dài đến 24 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong số hoạt động đáng chú ý của chương trình kích cầu thương mại này. Năm sản phẩm xoài chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt từ thủ phủ xoài Đồng Tháp như các quả lộc, cá chu, xoài tứ quý, được bày bán tại hệ thống siêu thị MM Mega Market tại thành phố Hồ Chí Minh trong lễ hội xoài với mức giá bình ổn ưu đãi từ 10% đến 30% so với thông thường. Mỗi ngày, các trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống của hệ thống siêu thị sẽ tiếp nhận sơ chế và vận chuyển xoài từ vùng nguyên liệu đến tận tay người tiêu dùng. Bằng việc hợp tác với hơn 160 nông hộ và hợp tác xã tại đồng bằng sông Cửu Long, mô hình thực phẩm sạch khép kín từ nông trại đến bàn ăn còn đảm bảo tối đa hóa hiệu quả cho bà con nông dân. Chúng tôi năm nay đưa ra một cái chính sách mới, đó là làm việc tận nguồn. Chúng tôi làm việc trực tiếp với các sở công thương, trang trại, những cái hộ nuôi trồng và mua từ những khi trái cây mới ra hoa hay là mua sản lượng, một cái sản lượng lớn. Hiện nhiều mặt hàng trái cây đang được các hệ thống phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng, qua đó đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long, góp phần khẳng định vị thế của trái cây Việt tại thị trường nội địa. Ngoài 150 tấn xoài dự kiến tiêu thụ hết, còn có hàng trăm tấn dưa hấu, bưởi, sầu riêng, thanh long và đặc sản theo mùa sẽ đến tay người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay có nhiều chủng virus cúm lây lan sang người, nhưng chủ yếu vẫn là H5N1, H7N9 và H9N2. Gần đây, Việt Nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc cúm AH9N2 tại tỉnh Tiền Giang. Thông tin này ngay lập tức đã khiến cho nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, đây là chủng cúm gia cầm có độc lực thấp, khó lây từ gia cầm sang người và chưa ghi nhận trường hợp lây từ người sang người. Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh trên nền bệnh xơ gan tiểu đường. Điều tra dịch tễ cho thấy, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, xung quanh chưa ghi nhận gia cầm bệnh chết. Bộ Y tế cho biết đây là ca nhiễm H9 đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết hiện các ca mắc sởi ghi nhận trong năm có xu hướng tăng cao với 130 ca, ho gà 118 ca kể từ đầu năm. Nguyên nhân được cho là tỷ lệ tiêm chủng trong giai đoạn COVID-19 xuống thấp.
Dự kiến trong tháng 4 này sẽ tiếp tục cung ứng hơn 1,9 triệu liều vaccine ngừa bại liệt ngay sau khi được cấp phép xuất xưởng. Số lượng 1,8 triệu liều vaccine 5 trong 1 còn lại sẽ tiếp tục về Việt Nam vào tháng 5, tháng 6 tới. Trước đó, vào đầu tháng 4, các đơn vị cung ứng đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine này. Với mong muốn có được thân hình mảnh mai, nhiều chị em đã lựa chọn phương pháp giảm cân nhanh chóng bằng thuốc giảm cân. Tuy nhiên, không phải loại thuốc giảm cân nào cũng an toàn đối với sức khỏe. Nếu lạm dụng quá mức, sử dụng thuốc không an toàn thì có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể. Nhưng mới đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị mất thị lực, tổn thương não do ngộ độc chất cấm sibutramine có trong sản phẩm detox táo. Điều đáng nói là đây lại là sản phẩm đang được bán tràn lan trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ 26 tuổi trú tại Hà Nội có tiền sử giảm tiểu cầu vô căn 11 năm, điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương 2 năm. Chị vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì dấu hiệu mờ mắt. Gần đây, chị có mua sản phẩm với tên gọi Detox Táo về sử dụng. Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày, chị có hiện tượng đau dây chằng, sau đó đột ngột mất thị lực theo cơn. Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy hình ảnh tổn thương não. Xét nghiệm ghi nhận loại thuốc giảm cân bệnh nhân sử dụng chứa chất cấm sibutramine. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang Trung tâm Chống độc để tiếp tục điều trị. Đây là một cái chất mà đã bị cấm, không được sử dụng, kể cả trong thực phẩm chức năng hay trong thuốc đã cấm, không được sử dụng trên người. Kể cả Mỹ, Canada hay châu Âu và kể cả Bộ Y tế Việt Nam chúng ta đã cấm rồi. Bởi vì là cái đây là một chất rất có nguy cơ cao gây tổn thương, gây các biến cố về gây nguy cơ đột quỵ não, rồi đau thắt ngực, nhiều máu cơ tim. Thậm chí những chất mà bình thường cho vào thuốc nhưng mà đời này được đưa vào trong thực phẩm chức năng mà không công bố và có thể rất nguy hiểm với sức khỏe bởi vì là hoàn toàn không kiểm soát về chất lượng và liều lượng. Sibutramine là loại chất đã bị cấm sử dụng trên người vì gây nguy cơ đột quỵ não, đau thắt, nhồi máu cơ tim. Thời gian qua tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ cũng đã ghi nhận các trường hợp hôn mê co giật tổn thương não phải cấp cứu điều trị vì chất cấm được trộn vào thực phẩm chức năng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, chọn những nơi uy tín khi cần mua dược phẩm để đảm bảo sức khỏe. Theo bảng xếp hạng tháng 3 năm nay của chuyên trang đánh giá Similarweb, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có lượng truy cập dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, vượt qua website du lịch của Thái Lan và chỉ đứng sau Singapore. Cụ thể, vietnam.travel xếp hạng 132.676, trong khi website du lịch của Thái Lan hạng 136.108. Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu với vị trí 84.176. Về việc thu hút du khách quốc tế, website vietnam.travel cũng có lượng truy cập quốc tế cao 85%, cao hơn Indonesia 64%, Thái Lan 44%, Malaysia 42% và Philippines 28%. Kết quả xếp hạng của trang chủ vietnam.travel phản ánh hiệu quả tích cực trong việc triển khai công tác tiếp thị du lịch Việt Nam ra nước ngoài trên nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua. Hiện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới nội dung, cách thức truyền thông trên website và mạng xã hội, tập trung vào các chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử, các loại hình du lịch chủ đạo, biển đảo, văn hóa ẩm thực, thiên nhiên, các sự kiện du lịch nổi bật, điểm đến mới mẻ, sản phẩm du lịch xu hướng mới và các danh hiệu du lịch uy tín. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận xuất hiện loài rắn độc nhất thế giới. Điều này ngay lập tức gây tâm lý lo ngại cho du khách, đặc biệt thời điểm này, đảo Phú Quý đang vào mùa du lịch trong năm. Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, loài rắn trong video là rắn biển và chỉ mới xuất hiện ở đảo nhỏ, không dành cho khách du lịch. Cụ thể, trong 2 ngày qua, đoạn clip quay lại một ổ rắn khoảng 15 con nằm cuộn tròn trong hốc đá. Người quay clip khuyến cáo du khách nên cẩn thận khi đến các đảo lẻ quanh đảo Phú Quý để tránh bị loài rắn này cắn. Sau đó, người quay clip đính chính vị trí phát hiện loài rắn này tại Hòn Đen, không phải nằm trên đảo lớn của Phú Quý và mong mọi người đừng hoang mang lo sợ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý Ngô Tấn Lực, đảo Phú Quý có thể được xem như quần đảo vì ngoài đảo Phú Quý là đảo lớn thì còn có 9 đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Hiện đảo Phú Quý mới khai thác du lịch tại đảo lớn và Hòn Tranh. Việc trên mạng xã hội đăng tải video tại Hòn Đen mới xuất hiện loài rắn độc nhất thế giới là thông tin chưa chính xác. Theo người dân địa phương, loài rắn này đã có từ lâu tại Hòn Đen, dân địa phương gọi là rắn biển hoặc rắn nước. Độc tố của loài rắn này chưa được xác định vì từ trước đến nay, người dân trên đảo chưa có trường hợp nào bị rắn này cắn.
Lâu nay nhiều người đã bày tỏ băn khoăn khi chứng kiến những không gian kịch nói có khói thuốc bay hoặc những bộ phim mà nhân vật cứ liên tục hút thuốc lá. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang dự thảo thông tư quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu. Dự thảo nêu rõ, không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, trừ hai trường hợp sau. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm phê phán, lên án các hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu nhằm mục đích nghệ thuật thực hiện theo quy định. Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể trường hợp sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong sân khấu bao gồm: A. Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật. B. Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định. C. Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Sau một năm triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đặc biệt là bộ giải pháp Whitelist, nội dung được xác thực khuyến nghị quảng cáo, và Blacklist, nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, yêu cầu không quảng cáo, việc ngăn chặn dòng tiền chảy vào túi những kênh trang tin xấu độc đã có những tín hiệu khả quan. Đầu tư sản xuất nội dung sạch có ích, nhưng lượng view thấp hơn những nội dung bẩn, câu view phản cảm. Đây là thực trạng diễn ra phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. View cao đồng nghĩa với doanh thu quảng cáo tăng, khiến nhiều YouTuber, TikToker chuyển sang làm nội dung bẩn. Trước thực trạng này, bộ giải pháp Whitelist và Blacklist đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Trong 2 năm qua, Bộ đã xử phạt 26 doanh nghiệp với tổng số tiền 400 triệu đồng do vi phạm về quảng cáo trên mạng. Kết quả là từ cuối năm 2023, các đại lý quảng cáo nhãn hàng đã có sự chuyển hướng tìm đến các nội dung sạch để quảng cáo. Hiện nay là các nền tảng ngoài nước cũng bắt đầu áp dụng rất nhiều những cái biện pháp để ngăn chặn những cái nội dung độc hại. Và như vậy là cái mức độ chênh lệch giữa trong nước và nước ngoài là bắt đầu được thu hẹp. Đó, và cái dòng tiền đổ về cho trong nước cũng đã tăng lên. Mục tiêu năm 2024 thì chúng tôi đẩy cái tỷ lệ đó lên nhiều hơn nữa. Chỉ quảng cáo trên nội dung sạch, chỉ làm nội dung sạch mới nhận được quảng cáo. Đây là khẳng định và quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ đó thúc đẩy nhiều nhà sáng tạo nội dung, các công ty quản lý đa kênh sản xuất nội dung sạch có trách nhiệm, hướng tới xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình, phát hiện hơn 18.000 hộp thuốc tân dược lậu trong kho sân bay Tân Sơn Nhất. Đã xác định được mục đích của cô gái 21 tuổi bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thời gian qua, nhiều mặt hàng thuốc tân dược và thực phẩm chức năng bị làm giả, nhập lậu liên tiếp được phát hiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự cạnh tranh lành mạnh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Mới đây, phát hiện chiếc xe tải dừng trong khuôn viên kho quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện lô thuốc tân dược nhập lậu có số lượng khủng, đến hơn 18.000 hộp thuốc các loại. Ước tính tổng giá trị hàng hóa là khoảng 7 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đội 6 phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét xe tải dừng trong khuôn viên kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 18.000 hộp thuốc tân dược ngoại nhập thuộc 85 danh mục các loại. Toàn bộ lô hàng thuốc tân dược này đều không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Ước tính tổng trị giá hàng hóa là khoảng 7 tỷ đồng. Trước đó, ngày 3 tháng 4, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với các lực lượng liên quan cũng đã kiểm tra điểm kinh doanh tại khu vực phường 15, quận 10. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện gần 8.000 hộp thuốc tân dược không ghi xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ. Giá trị số thuốc tân dược vi phạm là trên 2 tỷ 500 triệu đồng. Do cần tiền trả nợ, Lê Nhật Huy, 45 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phúc An, có trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã bán hơn 14.000 tấn hạt điều thô theo hình thức tạm nhập tái xuất ở thị trường trong nước.
Với hành vi này, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Nhật Quy 7 năm tù về tội buôn lậu trong phiên xét xử sơ thẩm vào sáng hôm qua. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2013 đến 2018, công ty Phúc An đã mở 121 tờ khai hải quan, nhập khẩu hơn 25.700 tấn hạt điều thô theo loại hình tạm nhập tái xuất. Sau đó Quy đưa vào sản xuất và xuất khẩu hơn 2.300 tấn hạt điều nhân. Để có tiền nhập khẩu hạt điều, Quy đã thế chấp toàn bộ tài sản nhà đất kho xưởng với một số ngân hàng, tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Đến năm 2018, công ty tồn kho hơn 14.000 tấn hạt điều nguyên liệu. Quy cho sản xuất lấy nhân, nhưng do chất lượng giảm, hư hỏng nhiều, không đủ điều kiện xuất khẩu. Thời điểm này, các khoản vay cũng đến hạn trả nợ. Quy đã bán toàn bộ hạt điều nguyên liệu tồn kho cho nhiều người ở thị trường nội địa, thu gần 67 tỷ đồng để trả nợ. Tháng 12 năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra, phát hiện hàng tồn kho tại công ty sai lệch với số liệu hồ sơ khai báo. Cáo trạng nhận định, hành vi của Quy đã vi phạm trình tự thủ tục hải quan, xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương của nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu hạt điều Việt Nam cũng như hoạt động thương mại. Ngoài án phạt tù, Quy còn bị truy thu số tiền hơn 65 tỷ đồng. Cánh rừng tràm sản xuất hơn 4 năm tuổi của nông trường 402 thuộc quân khu 9 ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy và nhanh chóng lan rộng từ trưa hôm qua ngày 10 tháng 4, làm cho việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Suốt đêm qua đến sáng nay, hơn 600 người và máy móc của các lực lượng đã khẩn trương đến chữa cháy rừng. Đến nay, các mũi cháy rừng cơ bản đã được khống chế nhưng chưa hoàn toàn bị dập tắt, lửa vẫn âm ỉ. Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, đến sáng nay ngọn lửa không còn bốc cao, nhưng vẫn cháy âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy các đơn vị vẫn đang khẩn trương phun nước dập tắt, cắt đứt hoàn toàn đám cháy. Trong đêm qua 10 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời yêu cầu khẩn trương di dời 20 hộ dân sống gần khu vực đám cháy tới nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng yêu cầu Cục Kiểm Lâm, Cục Lâm nghiệp chỉ đạo tăng cường lực lượng giúp Cà Mau dập lửa. Trước mắt, Cục Kiểm Lâm được yêu cầu thông tin kịp thời tình hình cháy rừng tại Cà Mau để có phương án xử lý, đồng thời đề nghị các kiểm lâm địa phương trong vùng trọng điểm cháy tăng cường triển khai phương án chủ động phòng cháy chữa cháy rừng khi mùa khô đang cao điểm. Liên quan đến vụ hai bé gái bị bắt cóc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trong diễn biến mới nhất, Phạm Quỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, bị cáo buộc bắt cóc hai bé gái đưa về căn hộ của mình để quay video clip khiêu dâm gửi cho người nước ngoài. Công an quận Nhất đã khởi tố bắt tạm giam Vi để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo cơ quan điều tra, Vi khai đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi về nhà để nuôi. Nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy mục đích của bị can là quay video mang tính chất khiêu dâm gửi ra nước ngoài cho những kẻ ấu dâm. Căn hộ tại chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh do một người đàn ông nước ngoài thuê cho Vi ở. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều video mang tính khiêu dâm được đặt hàng từ phía nước ngoài. Trước đó tối 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, chở 4 con từ 9 tháng đến 10 tuổi bằng xe máy đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất bán bánh kẹo dạo. Chị để con gái lớn ẵm bé 9 tháng tuổi ngồi bán ở đường Đồng Khởi, còn bản thân giữ hai bé còn lại bán ở đối diện bên đường. Sau đó chị bị thất lạc hai bé 3 tuổi và 7 tuổi. Nhận tin báo, 200 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh và công an quận Nhất đã vào cuộc truy tìm. Đến trưa 9 tháng 4, cảnh sát đã ập vào căn hộ giải cứu hai bé gái, bắt giữ Vi. Tự nhận là người có quyền lực, có thể giúp nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh hàng tháng. Trong khoảng thời gian 1 năm, ông Phạm Văn Yên, 70 tuổi, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã lừa đảo khoảng 100 bị hại với số tiền chạy hồ sơ đến hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận đơn trình báo của bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo, tự nhận chạy được các chế độ chính sách như trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh cho nhiều người. Tại cơ quan điều tra, ông Yên khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người, đối tượng đã gian dối, tự nhận là thành viên của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, là phó giám đốc văn phòng đại diện của Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử tại tỉnh Thái Bình, có thể làm chế độ trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh hàng tháng. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, ông Phạm Văn Nghiên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Phạm Văn Nghiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Chương trình Nhịp sóng 24 giờ trưa nay đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.